Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Móc Len của Susu. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn làm bé capybara đội nón và đeo ba lô dâu tây như thế này nha. Rất là dễ thương luôn và bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết nhé. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là len miêu cơ tông 50g gồm các màu như hình, kim móc 2.5mm và một ít bông gòn. Đầu tiên các bạn sẽ làm phần đầu và phần thân như trong video mình ghi trên màn hình. Link video mình sẽ ghi ở trong phần mô tả nha. Và bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn các bạn làm phần nón và phần ba lô dâu tây. Tiếp theo mình sử dụng len màu đỏ để làm phần nón. Các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi bính. Móc vào trong vòng tròn này 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 Sau khi móc xong 6 mũi đơn như thế này, sẽ dùng tay kéo khít vòng tròn lại. Chúng ta bắt đầu móc lên hàng thứ 2. Ở đây mình sẽ móc kết hàng nha. Các bạn sẽ móc vào vị trí chân mũi đầu tiên này một mũi trượt để kết hàng. Móc lên một mũi bính để móc hàng thứ hai. Vừa móc các bạn sẽ vừa nẹp sợi len thừa này vào để giấu đi. Tại chính chân mũi vừa lên bính này, móc vào đây hai mũi đơn trung chân hay còn gọi là mũi tăng. Dùng kim đánh dấu vào vị trí chân mũi đầu tiên. Móc thêm một mũi đơn vào chân mũi này nữa là thành một mũi tăng. Chân mũi thứ hai cũng móc một mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi tăng, lặp lại cho đến cuối hàng. Chúng ta bắt đầu móc mũi tăng thứ ba nha. Ba tăng, đến đây các bạn có thể cắt đoạn len thừa này đi. Chúng ta tiếp tục móc. Bốn tăng. Năm tăng. Sáu tăng. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ hai nha. Bắt đầu móc lên hàng thứ ba. Ở đây mình vẫn móc kết hàng vào chân mũi đầu tiên. Móc vào vị trí chân mũi đầu tiên này một mũi trượt. Sau đó móc lên một mũi bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm một đơn và một tăng, lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ ba, móc lên hàng thứ tư. Vẫn móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi trượt để kết hàng. Đến đây các bạn để ý nha, chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính. 1 2 3 Tại chân mũi vừa lên 3 bính này, các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đôi. Lấy len hai vòng, đưa qua chân mũi, kéo len lên, lấy len đưa qua hai vòng len đầu tiên, đưa qua hai vòng len tiếp theo và đưa qua hai vòng len cuối cùng là xong mũi kép đôi nha. Các bạn sẽ dùng kim đánh dấu vào chân mũi đầu tiên này. Chân mũi thứ hai các bạn cũng móc một mũi kép đôi tương tự như vừa rồi. Hai chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi kép đơn. Một. Hai. Chân mũi kế tiếp, móc một mũi nửa kép.
4 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc 1 mũi đơn. 1 2 3 4 Vị trí chân mũi kế tiếp này móc 1 mũi nửa kép. 2 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc 1 mũi kép đơn. 1 2 2 chân mũi tiếp, mỗi chân mũi móc 1 mũi kép đôi. 1 2 Hàng thứ tư chúng ta chỉ móc đến đây thôi nha. Các bạn sẽ tiếp tục móc lên hàng thứ 5, móc lên 3 bính. 1 2 3 Sau đó quay lại để móc hàng thứ 5. Tại chân mũi đầu tiên này, các bạn sẽ móc vào đây 1 mũi kép đôi. Chân mũi thứ hai cũng móc 1 mũi kép đôi. Bốn chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc 1 mũi kép đơn. 1 2 3 4 Đến đây, hai chân mũi tiếp theo này các bạn sẽ móc giảm cho mình thành 1 mũi kép đơn nha. Ở đây các bạn sẽ lấy len, đưa qua chân mũi đầu tiên, kéo len lên, lấy len đưa qua hai vòng len trên chân kim, tiếp tục lấy len đưa qua chân mũi thứ hai. Lấy len đưa qua hai vòng len, đến đây còn 3 vòng len cuối cùng, các bạn sẽ lấy len và đưa qua hết 3 vòng len này nha. Vậy là chúng ta đã giảm thành 1 mũi kép đơn. 4 chân mũi kế tiếp, mỗi chân mũi móc 1 mũi kép đơn. Một hai ba bốn Chân mũi tiếp theo này, các bạn sẽ móc vào đây 1 mũi kép đôi. Vị trí đánh dấu này là chân mũi cuối cùng. Các bạn sẽ móc vào chân mũi này cho mình 1 mũi kép đôi. Kết thúc hàng thứ 5 như thế này là đã xong phần thân nón. Các bạn sẽ lộn mặt phải ra ngoài. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ móc phần quai nón. Các bạn móc lên 6 bính. 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo các bạn sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên đối diện ở cạnh bên đây. Đây vị trí này, các bạn sẽ móc vào đây 1 mũi trượt. Sau đó tiến hành cắt len. Sử dụng kim khâu len để khâu dấu đoạn len thừa này đi.
Tiếp theo, sử dụng len màu xanh để làm phần lá dâu. Các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi bính. Móc vào vòng tròn 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Sau khi móc xong 5 mũi đơn như thế này, sẽ dùng tay kéo khít vòng tròn lại. Kết thúc hàng thứ nhất, bắt đầu móc lên hàng thứ hai. Ở đây mình sẽ móc kết hàng. Các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi trượt để kết hàng. Móc lên 3 mũi bính để móc phần lá dâu. 1 2 3. Các bạn để ý nha, chúng ta sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai một mũi đơn. Chân mũi thứ ba hay là chân mũi cuối cùng này, móc vào đây một mũi đơn nữa. Tiếp theo, các bạn sẽ móc vào chân mũi bên cạnh này, móc vào đây một mũi trượt. Vậy là đã xong một cánh của chiếc lá dâu nha. Tiếp theo, tương tự móc lên 3 bính. Cũng bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai một mũi đơn. Chân mũi thứ ba móc một mũi đơn. Sau đó tương tự sẽ móc vào chân mũi bên cạnh này một mũi trượt. Xong cánh thứ hai nha, các bạn sẽ lặp lại 3 cánh nữa. Tương tự như vậy. Bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai một mũi đơn. Chân mũi thứ ba móc một mũi đơn. Sau đó lại trượt mũi vào chân mũi bên cạnh này. Tiếp tục móc lên 3 bính. 1 2 3. Bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai một mũi đơn. Chân mũi thứ ba cũng móc một mũi đơn. Sau đó lại trượt mũi vào chân mũi bên cạnh. Tiếp tục còn một cánh cuối cùng, móc lên 3 mũi bính. Bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai một mũi đơn. Chân mũi thứ ba cũng móc một mũi đơn. Đến đây các bạn để ý nha, chúng ta sẽ trượt vào cái chân mũi đầu tiên này. Đây, vị trí chân mũi này. Các bạn sẽ móc vào chân mũi này một mũi trượt nha. Các bạn sẽ tiến hành cắt len. Đưa kim móc vào chân mũi móc mũi trượt để kéo sợi len này ra phía sau. Sau đó các bạn sẽ dùng tay để thắt nút hai sợi len phía sau lại với nhau. Dùng kéo cắt ngắn sợi len thừa đi. Vậy là chúng ta đã xong phần lá dâu nha. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng keo nến để dán phần lá dâu lên phần nón. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc nón dâu. Tiếp theo sử dụng len màu đỏ để làm ba lô. Các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc lên một bính. Móc vào trong vòng tròn 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Sau khi móc xong 5 mũi đơn, sẽ dùng tay kéo khít vòng tròn lại. Kết thúc hàng thứ nhất, móc lên hàng thứ hai. Tiếp tục móc kết hàng nha. Các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng.
móc lên một mũi bính để móc hàng thứ hai. Tại chính chân mũi vừa lên bính, móc hai mũi đơn trung chân hay còn gọi là mũi tăng. Dùng kim đánh dấu vào vị trí chân mũi đầu tiên, móc thêm một mũi đơn vào chân mũi này nữa là thành một mũi tăng. Chân mũi thứ hai cũng móc một mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi tăng, lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ hai, móc lên hàng thứ ba. Vẫn móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Sau đó móc lên một bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba cũng móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn, lặp lại cho đến cuối hàng. Từ hàng thứ ba đến hàng thứ tư các bạn sẽ móc tương tự. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ tư. Kết thúc hàng thứ tư như thế này, chúng ta bắt đầu móc lên hàng thứ năm. Các bạn vẫn móc kết hàng vào chân mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Móc lên một bính để móc hàng thứ năm. Ở hàng này các bạn sẽ móc toàn bộ là mũi giảm nha. Chúng ta sẽ móc tổng 5 mũi giảm. 1 2 3 4 5 Kết thúc hàng thứ 5 như thế này, các bạn sẽ dừng lại, tháo ghim ra và kéo len lên. Ở đây chúng ta sẽ nhồi một ít bông gòn vào cái phần quả dâu này nha. Sau khi nhồi bông xong thì chúng ta sẽ được như thế này. Bây giờ các bạn sẽ móc tiếp lên hàng thứ 6. Đưa kim móc vào vị trí này để đổi qua len màu xanh để móc phần lá dâu nha. Các bạn sẽ lấy sợi len màu xanh qua. Kéo sợi len màu đỏ xuống, đây là cách mình đổi màu len nha. Các bạn sẽ vừa móc vừa nẹp hai sợi len này vào để giấu đi. Móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi trượt. Móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Sau đó các bạn sẽ móc vào chân mũi bên cạnh này một mũi trượt. Đây là cách để chúng ta tạo hình lá dâu nha. Tiếp theo tương tự lại móc lên 3 bính. Sau đó lại móc vào chân mũi kế tiếp này một mũi trượt. Các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến phần cuối, các bạn cũng móc lên 3 bính. Sau đó móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi trượt nha. Chính là cái chân mũi đầu tiên này, các bạn sẽ móc vào đây một mũi trượt. Sau đó tiến hành cắt len. Hai sợi len thừa đầu tiên thì các bạn có thể cắt ngắn đi. Còn sợi len màu xanh này thì chúng ta sẽ sử dụng kim khâu len để khâu dấu đi nha.
vậy là chúng ta đã xong phần trái dâu như thế này. Tiếp theo mình sử dụng len màu xanh để làm phần dây đeo của ba lô. Đây là mặt trước của trái dâu. Các bạn sẽ quay mặt sau ra, tức là cái phần kết hàng này. Chúng ta sẽ móc ở hàng thứ tư và hàng thứ năm nha. Các bạn sẽ đưa kim móc theo chiều dọc. Lấy sợi len màu xanh qua. Móc lên 20 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi móc xong 20 mũi bính như thế này, các bạn sẽ trượt vào hàng bên trên nha. Hàng thứ 5 đó, các bạn sẽ móc vào hàng này một mũi trượt. Sau đó tiến hành cắt len. Sử dụng kim khâu len để khâu cố định dây bính này lại. Vậy là chúng ta đã làm xong một chiếc dây ba lô. Chiếc dây còn lại các bạn cũng làm tương tự và sẽ ở hàng bên cạnh như thế này nha. Đây là sau khi chúng ta đã làm xong hai chiếc dây đeo. Cuối cùng các bạn sẽ đội nón và ba lô cho bạn capybara nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bạn capybara đội nón dâu và chiếc ba lô dâu rất là dễ thương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.